Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Meta này cân bằng đánh sướng vãi anh em ạ. Đây là cái meta mà phải nói thật sự là nó cân bằng đến cái mức mà chúng ta có thể chơi bất cứ một cái đội hình gì, chúng ta cũng có cơ hội được top 1 anh em ạ. Trừ cái bộ Warlock ra. Đấy. Trừ bộ Warlock ra còn lại tôi thấy rất là ok. Đánh rất sướng. Đấy, với một cái người thích múa như tôi, thích làm content độc gì lạ thì đây là một cái meta rất hay. Chúng ta có thể chơi rất nhiều đội hình. Không biết các anh em có chung suy nghĩ với tôi không? Chứ còn tôi thấy rất là mê cái meta này. Hy vọng là nó sẽ kéo dài lâu. Meta này thực ra là rất hay nhưng mà tôi không có thời gian chơi. Đợt gần đây tôi quá bận. Thực sự nó có quá nhiều việc để mà làm. Nên là cái đợt này anh em thấy tôi cũng ít vào game. Đấy. Nhưng mà để mà đánh giá một cách công tâm thì rõ ràng meta này rất hay. Cái bằng chứng ấy về việc là meta này hay đấy là số người xem kênh của tôi dạo gần đây nó cũng tăng. Nó cũng tăng trở lại mặc dù không có đề xuất trên YouTube là bằng không nha anh em nhá. Đấy, nhưng mà vẫn có người xem, thế nó mới lạ. Và nó tăng hơn so với cái đợt trước, thế là cũng có một cái tín hiệu gì đấy nó đáng mừng đối với kênh. Mặc dù là vào nhìn studio nó vẫn ghi cái chỉ số mà đề xuất là bằng không, 0%. Không biết là các anh em làm kênh về auto chat thì cái chỉ suất đề xuất video nó là bao nhiêu. Chứ của tôi là tôi thấy lản lắm rồi, không nhích lên được tí nào. Nhưng bù lại thì nó có những cái chỉ số khác, ví dụ như là chỉ số từ trang của kênh thì nó cũng lên. Đấy, chỉ số từ thông báo nó cũng lên. Thế là cũng ok. Đợt gần đây thì thấy là cũng nhiều người xem hơn, chứng tỏ là meta nó cũng có cái gì đấy mà nó khác biệt so với những cái meta trước. Thực sự chúng ta trải qua hai cái meta nó quá chán rồi. Hai cái meta gần đây là rất chán. Sau đó là đến bây giờ thì bắt đầu cân bằng. Thì là ok, có người chơi, có người xem. Đây nó sẽ là cái tín hiệu tốt để tôi ra video clip đều. Mặc dù là tôi bận nhưng mà tôi ra clip đều anh em ạ. Anh em cứ để ý mà xem. Cái đợt gần đây nhá, tôi ra clip đều và tôi ra thường là tôi sẽ ra vào ban ngày. Tôi đổi lịch, tôi không có ra clip vào ban đêm nữa. Đó, đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là anh em để ý cái đợt trước xem, cái meta mà meta trước ấy, nó chán đến cái mức độ mà tôi còn chả buồn ra clip mặc dù tôi không bận. Nhất là cái meta Witcher một thời gian ấy. Nó chán quá, có ai chơi đâu, có ai xem đâu mà. Ra nhìn view lèo tèo kiểu lạ lắm. Đấy, nhưng mà bây giờ đỡ hơn rồi, bây giờ cũng có nhiều anh em xem rồi, cũng có nhiều anh em tương tác. Đấy, có nhiều anh em gửi tin nhắn cho tôi. Thì cũng ok, thấy nó cũng sôi động hơn. Thì biết là trò chơi đó đã quay trở lại rồi. Với cả một cái nữa đấy chính là việc là sắp tới là có cái giải đấu ấy. Thì có khả năng là vì là có cái giải đấu nên là mọi người quay trở lại để mọi người tập luyện. Mọi người tập luyện để chuẩn bị cho cái giải đấu mới. Thì tôi nghĩ là như thế. Đấy, sắp tới là cũng có cái giải đấu mà mỗi người đóng 200 gì đấy đấy. Xong rồi là thi đấu xem là thằng nào được thì sẽ lấy cái giải khoảng mười mấy triệu đấy. 18, 19 triệu gì đấy. Tôi nhớ cái đợt trước hình như là giải nhì là được ăn là 9 triệu là phải. Giải nhất không nhớ là bao nhiêu. Đợt trước là có một anh em Việt Nam là ăn được cái giải đấy là anh em vịt xanh lá đấy phải. Ăn được cái giải nhì. Đấy thì bây giờ cái giải đấy nó lại cũng chuẩn bị quay trở lại. Đấy cũng là lý do tại làm sao mà lại có nhiều người chơi hơn. Tuy nhiên tôi nghĩ là một phần cũng là do cái trò này nó hay hơn nữa. Nó hấp dẫn hơn. Đấy. Rồi, đầu game khởi đầu như này là cũng là thuận lợi rồi. Mặc dù những cái round đầu tiên thì chúng ta thua, nhưng mà khi mà ra được cái con Whisperseer này lên được 2 sao với một đống đồ mana như này thì khả năng là sẽ có chuỗi sớm thôi. Chúng ta sẽ có chuỗi thắng sớm thôi. Ngoài ra nếu mà thắng thì sẽ có free roll nữa. Sẽ củng cố cái đội hình này, nó sẽ mạnh dần thôi. 1-2 round chúng ta hơn đối thủ những cái lần roll, chúng ta sẽ có bài. Rất nhiều đồ mana, thậm chí là còn có cả con dơ sò ở đây. Thì cái con cây của tôi ấy, con Whisperseer nó sẽ gọi đệ rất là nhiều. Đấy, rất là ok luôn. Cứ hết cooldown một cái là đầy mana. Rồi, đẩy, đẩy đối thủ đi 13 máu. Thunder Spirit này. Trận này khả năng là cũng sẽ là đánh rồng thôi. Rồng 9m này. Đây rồi.
Rồng 9m. Hoặc là nếu mà anh em thích nhá, tôi có thể chơi độc dị lạ luôn cho anh em xem cũng được. Đấy, trận này là chơi độc dị lạ được đấy. Ok, nhìn vào truyền thuyết là tôi đã thấy là cái bộ này nó hay lắm nhưng mà không ai chơi. Hay là hôm nay chơi thử cho anh em xem. Nhưng mà cứ pick rồng vào nha anh em nhá. Cứ chơi biết đâu đấy lại được chơi rồng mết thì sao. Rồng mết thì nó sẽ rất tối thượng đấy. Trận này là 5 rồng 9m 4 gót cơ. Đánh ở level 11 là đủ. Lên level 12 thì nó còn thêm được cái gì nữa không? Lên level 12 thì thêm được 4 spirit nữa. Ui trời, quá khỏe luôn. 5 rồng 9m 4 gót. 5 rồng 9m 4 gót. Xong rồi lại còn 4 spirit. Đánh ở level 12 anh em ạ. À. Ây da, được đấy. Ui dồi ôi, con này lên được 2 sao ấy hả? Thế thì ngon rồi. Ây da, có thằng quýt kìa. Có phải thấy tôi ra con thằng được 2 sao quýt không? Cho 3 mét vào. Khỏe rồi này. Đủ mạnh chưa nhỉ? Thậm chí là 9m cũng được. Chưa 9m cũng được. Tùy xem là ra cái gì chơi cái đấy. Ôi tôi chết rồi. Thằng này to thế. Thằng này cũng to anh em ạ. Ui ôi. Thua này. Thằng N2 thua luôn. Con này là sâu 2, 6, 4 bit à. Sâu 2, 4 bit. Ăn nổi không? Ui rồi bắn vào cục cọc rắn kìa. Ui rồi tình cơ mày chán vậy. Ui chưa. Ui hòa rồi. Thế này hòa rồi. Chán đời. Thôi hòa cũng được. Không mất máu cũng không sao. Cho con này vào kiếm sách cái đã này. Kiếm một cái free roll luôn. Sailing Dragon. Rồng này kiếm sau cũng được anh em ạ. Trận này tôi lại đang có cái ý tưởng khác. Trận này tôi không thích chơi rồng. Đấy tôi vừa nói với anh em đấy. Bởi vì cái meta này nó múa được. Cái meta này nó chơi được rất nhiều những cái line up khác nhau. Những cái line up mà thậm chí là cũng chả ai sờ tới nhưng mà chúng ta có thể chơi được. Thì tôi muốn là trận này có thể là tôi sẽ chơi một cái bộ nó khác hẳn với mọi hôm đi. Ok. Trận này cũng sẽ không để chơi human ở đâu. Ra quá muộn rồi. Khó lắm. Thế nên là trận này có sách thì tôi cắn hết luôn. Chủ yếu là đẩy cấp lên sớm thôi. Mèo này. Thêm một con Agali nữa. Agali lên 2 sao thì chơi human được đấy. Phải lên được 2 sao. Rau này không biết có ăn được không đây. Chắc là ăn được đúng không? Nhưng mà không có sách. Khó rồi. Ok, gần thua. Suýt thua đấy. Lại ra Thunder này. Ra Thunder tiếp à. Bán con này đi nhá. Rồi, bán đi. Ok. Lúc đầu thì cũng định chơi cái bộ bộ kết hợp với cả con Shadow Evil đấy, kết hợp với Witcher đấy, nhưng mà thôi. Trận này không ra thì thôi, chuyển bài luôn. Thunder ra rồi tận 4 con rồi cái này. Lùi con Thunder ấy luôn. 9m hả? Có phải không? Hay cho 9m à? Không.
chắc là tương lai nó sẽ là 9m đấy. Tôi thấy là nó ra cả gấu. À ra cả cả Grim, xong rồi hình như là nó, một là nó câu gấu. Câu gấu ấy, kiểu câu 4 gấu ấy, hai là nó chơi 9m. Rồi. Để như này là chúng ta sẽ mỗi round thắng chúng ta sẽ có một quyển sách. Tức là 2 tiền. 2 round thắng là chúng ta sẽ gỡ lại được cái lượng tiền mà chúng ta up lên 7 thôi. Bit to thế, khiếp. Bit kẹp vào cả Doom rồi. Đó thật. Bây giờ là nhìn thế này thôi, nhưng mà cái đội hình này nó vẫn sợ bit đấy anh em ạ. Nó sâu lên được 2 sao thì mấy cái bộ mết mà nó chưa form được bộ thì nó cũng sẽ không ngán này đâu. Cái bọn bit ấy, nó sâu lên 2 sao thì cọc nó làm hết. Trừ khi chúng ta form được 9m thì may ra mới ăn được bit. Hoặc là Mid Shaman thì ăn được. Mid Shaman là kẹp cọc được vào thì mới ăn được. Chứ còn cái tầm này thì tôi nghĩ là cái bọn bit nó sang là chúng ta có phải đề phòng ấy. Thunder 2 sao nhưng mà đồ bây giờ nó cũng chưa có gây được nhiều đam đâu. Toàn đồ mana thôi anh em ạ. Chứ còn đồ tăng sát thương thì chưa có. Nó đang thiếu đam. Một quạt xòe mà không giết được người thì là chúng ta toang luôn ấy. Đây lại gặp đấy. Ui giời. Thằng này to ấy. Thằng này nó bị to ấy. Đấy cái vấn đề là cái con sâu kìa. Với cả cái cọc rất khó chịu luôn ấy. Chưa gì đã ba cọc rồi kìa. Biết ngay lại thua rồi. Gặp kìa. Khó chịu không? Dồn đồ sâu. Đẩy 9 máu luôn. Up lên 7 xong rồi cuối cùng thua. Mất 9 máu ạ. Thề. Một phát tụt xuống top 3. Đấy, nói chung là cái trận này bị thọt rồi đấy. Nên là thôi, sách có bao nhiêu thì cắn hết. Cắn hết cho lên được 8 sớm. Lên được 8, sau đó chúng ta sẽ kiếm những cái con tướng ở cái mức là 5 tiền. Rất nhiều cái con ngon. Chỉ cần có tín hiệu một phát thôi là quay xe ngay. Đấy, ra rồng thì chơi rồng mà ra cái gì thì chơi cái đấy. Đấy, có rất nhiều cái thứ để chơi. Thậm chí là còn có thể quay xe rồi nhá. Quay xe sẽ không chơi mết nữa. Chơi bộ khác cũng vẫn được. Bây giờ đồ này nó cũng chả phải mết đâu. Đồ nhiều mana này chơi được nhiều thứ mà. Đấy, ra hai mèo này lại ra thêm cả con thuyền trưởng nữa. Vậy là cũng rất là ngon đấy. Ok. Cho hai mèo vào lên 8 luôn. Gương này chơi được luôn. Chơi được luôn. Bây giờ gương này cho mèo là ngon rồi này. Được đấy. Nếu mà gương cho mèo thì cho mèo vào thôi. Được chưa? Quá ngon. Tiết kiệm tiền một tí cũng được. Có gương này là ngon rồi. Có gương này là chúng ta có tới 4 con mèo. 4 con mèo nhảy anh em ạ. 5 con mèo chứ. Không phải 4 con mà 5 con. 5 con mèo nó nhảy. Thậm chí là bây giờ nếu mà chúng ta lên 8 chúng ta lại kẹp tiếp cái bộ mech vào. Lên 8 kẹp mech thêm vào để có thể có free roll. Cũng được. Kiếm 5 đô luôn. Được đấy. Ok chưa? Quá tuyệt vời. Này giữ máu rồi. Ra cái gương này nó khá là trấn phái đấy. Mà nếu mà quả vừa rồi mà ra cái trái trứng thì có khi là tôi chuyển sang Insectoid chơi. Insectoid mèo. Trận này cũng ngon. Cứ cho cái con mèo này nó cầm bờ linh tung trưởng nó nhanh. Nhảy một phát là trên hết luôn kìa.
Dã man, nhảy vào phát mất hơn 3k máu. À hơn 3k đam. Thunder này, ui còn một con nữa thôi. Một con nữa là cặp Thunder rồi, có Sivet sẵn ở đây rồi. Được đấy. Cắn dần thôi, cắn dần sách lên 9 thôi. Làm thế nào để đảm bảo là đến round 21, cùng lắm là round 22 là lên được 9. 21, 22 lên 9 thôi. Lên 9 rồi thì sẽ kẹp thêm gấu vào. Đấy, chả may ra trái trứng thì chúng ta chuyển sang Insectoid cũng ngon. Kiếm gấu, kiếm heo vào. Kiếm thêm mèo 5 đô vào. Còn nếu mà không thì thôi, không ra trứng thì thôi. Trận này có Exorcist này. Chính ra trận này có Exorcist thì chơi cái bộ Insectoid nó lại là hợp lý luôn. Nhưng mà bây giờ mà tôi gặp Exorcist vớ vẩn thua ạ. Xoay quạt được phát lửa. Ui nhưng mà vẫn thua anh em ạ. Càng thật. Exorcist mạnh thế nhở. Ui rồi ôi trứng. Nếu mà ra trứng này thì có khi đập cho Thunder luôn. Đỡ phải roll. Con Thunder tạm thời gánh đi. Thêm con Thunder lửa vào. Chúng ta có Sivet ở đây mà, đúng không? Tạm thời sẽ là như này. Rồi, lại sống ổn. Thế này thì lại sống ổn đến round 25. Sống ổn đến round 25 rồi. Được không? Ăn thằng này không? Chắc chắn là ăn được. 3 lần xòe quạt. Quá đẹp mắt luôn. Rồi. Flame bây giờ mới lên được. À chưa, mới bây giờ mới có 2 con. Thiếu một con. Chưa lên được 2 sao luôn. Rồi ra quái tôi lại kiếm cái free roll. Vừa có sách vừa có free roll. Sau đó thì round sau thì chắc là bán hết goblin đi thôi. Vứt gấu vào. Lên được 9 ở round 21 không nhỉ? Đủ đấy. Đủ tiền lên 9. Đủ tiền lên 9 thì cho thêm một con flame vào nữa. Cho một con gấu nữa. Còn là một sao thì vứt hết. Hai con mèo. Đội hình nói chung là ổn áp của level 9 luôn. Ok. Lên 9 sẽ là như này à. Lên 9 thì vẫn có thể nhét được thêm một con nữa vào. Ánh mắt AZ này, lấy cái này đi. Mà có lên 9 không nhỉ? Cái đao này thì thực ra cũng không cần lên 9 lắm. Lên 9 bây giờ nhét được thêm con flame vào thôi. Đồ hơi chán nhỉ? Ok. Bây giờ thì khác rồi, ăn hộ cái. Mạnh rồi đấy. Mạnh rồi anh em ạ. Để đối thủ 19 máu luôn. Thôi từ từ anh em ạ, chưa lên 9 đâu. Tôi nghĩ là tôi vẫn tích 50 tiền lên 9 dần dần thôi. Thực ra bây giờ cũng chả còn cần quá phải vội ấy. Máu còn nhiều mà.
Lên làm gì đó? Sắp xếp một chút đã. Sắp xếp đội hình sau đó chuyển bài. Trận này chơi mèo kẹp mết được đấy anh em ạ. Mèo mết, mết kẹp cả Sivet ấy. Bây giờ ra con mèo 5 đô nữa thì đồ đánh tay cho mèo 5 đô. Còn đồ mà bắn trưởng thì cho Thunder hoặc là già đó. Bây giờ chắc là Thunder rồi. Thunder bây giờ sắp lên 3 sao ở nơi rồi. Đấy, rất khỏe. Trận này nó đang tính xem có sang Insect không. Bây giờ chưa có trái trứng nào thì tôi nghĩ là cũng thôi. Phải có trái trứng cơ. Thực ra cái bộ này ấy, nó chỉ cần đánh là nó ra một quả trứng và chúng ta kẹp thêm một con Insect vào thôi. Đấy, thế là ok rồi, không cần phải chơi 4 Insect đâu. 2 Insect cũng được. Thế tương lai kiếm mấy con sâu vào xong rồi nhét vào đánh với cả gấu với cả heo thôi. Đấy, tôi lấy con heo vào đã. Ok. Anh em nhìn này. Đây là cái bộ Warrior đấy. Chúng ta gần như là chúng ta ăn được. Chúng ta chưa ăn được bởi vì là chúng ta chưa ra được con già thôi. Anh em ạ. Đấy, nó phản lại đấy nhưng mà ăn được này. Người ta cân bằng mà, đúng không? Không có sợ Warrior đâu. Bây giờ cái con mèo này nhá, nó chỉ cần lên 2 sao thôi là chúng ta không sợ nữa rồi. Mèo lên 2 sao thì không hề sợ cái phản của bọn Warrior. Mèo nó gây sát thương chuẩn. Đấy, trận này có Warrior, có Beast, có Hunter luôn. Có thậm chí còn có cả gấu Metalith. Gấu Metalith Aegisith. Witcher, Witcher lên được cái con cái con Shadow lên được 3 sao kìa. Nhưng mà sắp đi rồi. Witcher lên được 3 sao nhưng mà sắp đi rồi. Hyperdrone ở level thấp ạ. Đấy, thằng này ra gấu này. Ra là con gấu tổ lên 2 sao rồi. Clear rất nhanh. Đấy, chuyện này rất nhiều layup khác nhau nhá. Tôi cứ tạt tạt lên thôi. Mỗi đào mất một chút máu mà. Đấy, đào này mất có 4 máu đó. Cứ bình tĩnh. Tôi đã chơi là bây giờ tôi lên 10 luôn. Nhưng tôi cũng chả đánh ở 9 làm gì cả. Giờ dí dần lên 10. Trận này là phải kẹp gì? Phải kẹp cọc vào anh em ạ. Trận này phải có cọc. Phải có cọc mới chơi được. Lên 10 chúng ta kiếm cái con khan. Xong rồi chúng ta kẹp cọc. Xong rồi chúng ta lại kẹp thêm con rớt vào nữa. Trận này có rớt mà thì chúng ta sẽ có thêm 2 gót. Đấy, 2 gót mà nếu mà lấy được cái món đồ gót ấy thì nó sẽ là 4 gót luôn. Được chưa? Quá mạnh. Rồi. Đã lên đến 10 luôn. Mà ra mèo 5 đô thì chơi luôn, mèo mết. Nếu không thì chuyển sang cái bộ gót mết là Thunder 3 sao kết hợp với cả 4 Spirit cũng càng luôn. Không cần phải lên 11 12 làm gì cả. Thậm chí là gót kết hợp với cả gì trộm chó cho này cũng chơi được luôn. Để phải cân xem là cân đối xem là chơi cái gì ngon. Đấy, bây giờ chúng ta lên được level 9 rồi. Đấy, cái chén thánh đó nhỉ. 2 cái gương thì bây giờ hơi phí. Kể ra mà nếu mà cái con mèo ấy mà nó lên được 2 sao rồi thì chắc là tôi cũng lấy 2 cái gương đấy anh em ạ. Đấy, nhưng mà nó mới có 1 sao nên là tôi cũng không ham gương lắm. 2 sao thì lấy gương nhưng mà 1 sao thôi. Rồi, lại tiếp tục giữ tiền thôi. Đúng là 29 là lên 10 nha anh em nhá. Bây giờ con tôi hướng tới nó là cái con Khan và con Light Spirit. Rồi. Ui rồi, cái tầm này đi biết thì không sợ rồi. Ây da. Nó vẫn ăn được này. Điều thật. Con cáo chọc đau rồi đấy. Thề. Vẫn thua chứ. Từng đấy cái xoay quạt mà vẫn thua. Chúa quỷ à. Chuyện này thôi.
Già này. Tí nữa già thay Thunder. Chính ra trận này chơi Witcher cũng được đấy. Chúa quỷ rồi ra cả kiếm hồn rồi. Nhưng mà tôi mấy cái video trước ấy, chơi cái bộ này rồi nên là bây giờ tôi cũng không chơi. Tôi thấy là nó hơi nhiều. Giãn giãn là tí anh em nhá. Hôm nay biểu diễn tí. Nói với anh em là meta này có thể chơi bất cứ bộ nào, có thể được top 1 mà. Nên là biểu diễn tí. Chả có cái vấn đề gì cả. Đấy. Kể cả ra chú quỷ thì chúng ta cũng đang chơi biểu diễn mà. Chứ không phải là chơi theo kiểu là sống chết là phải leo rank, là phải thế này thế kia đúng không? Phải top 1 thì không. Tôi chơi, tôi biểu diễn thôi. Ok, đấy. Tsunami này. Ra tiếp này. Cứ từ từ, 29 rồi lên 10. Thậm chí là 31 lên 10 cũng được. Không có gì phải vội cả. Tiếc là cái con mèo là không lên được 2 sao ấy. Chỉ là mèo ra ít quá. Trận này lui flame lên 3 sao cũng được luôn. Flame già mết kết hợp với cả ví dụ là Thunder 3 sao rồi thì sẽ là hai con già vào thôi, hai con già 2 sao vào. Ok. Beat này. Ui dồi ui anh em ơi, nhìn cái quả. nó nhảy trúng vào cái người con cáo ạ. 24 máu luôn mà. Trời ơi, anh em thấy mạnh chưa? Đấy, tôi đã nói rồi mà, chơi được mà. Vừa là biểu diễn mà, coi như là vừa là khai phá meta luôn. Có thể giới thiệu cho anh em cái đội hình này là cũng ngon lành luôn. Nếu mà cứ đánh như này là có thể lên được 11 á. Trong đội hình là có human là chơi dần là có thể lên được 11 rồi. Bây giờ chúng ta lên được 10 là sẽ lên được 11 thôi. Nếu mà trận đấu nó kéo dài. Cứ ra quái đi bắt đầu kiếm sách vào. Flame chưa lên được thêm một con nữa nhỉ. Thêm một con nữa thì sẽ bỏ con gấu ra, bỏ con heo ra. Hunter này, Hunter sắp đi rồi. Ok. Đẩy nhanh phết đấy anh em ạ. Mưa đao đẩy 23 máu cơ mà. Mèo còn thiếu nhiều nhỉ. Anh em có thể thấy là mèo bây giờ thiếu rất nhiều luôn. Ra ít quá. Bây giờ mới được có 4 con. Gấu cũng không thấy ra. Cái con gấu này nó bình thường nó cũng sẽ ra nhiều ở cái lúc mà lên 8, lên 9 ấy. Nhưng mà bây giờ tôi đánh đến tận round 30 rồi. Và chúng ta lên tận 10 rồi mà vẫn chưa thấy ra thêm con gấu nào nữa. Rất ít. Nên khả năng trận này không chơi insect nữa. Đồ cũng không có. Nên trận này tôi chơi mết luôn anh em nhá. Thấy biểu diễn là đang rất là đẹp mắt ở đây rồi. Xoè quạt là 3 lần xoè quạt ở cái thời điểm hiện tại. Nó tí nữa ấy, nó sẽ là 5 lần xoè quạt. Khi mà chúng ta có đôi ô. Chúng ta có đôi ô, chúng ta có mèo 5 đô nữa. Nó sẽ là 5 lần. Dấu hiệu bão cái đã này. Món này tôi sẽ ưu tiên trước. Bởi vì cái bộ này nó là cái bộ dồn đam. Nó không phải là cái bộ mà chúng ta cù nhây để mà chơi gót. Kiểu tung trưởng nhiều lần. Đấy mà cái bộ này ấy là phải là tung một phát chết luôn. Anh em ạ. Nên là lấy cái gậy bão này ngon. Chứ còn lấy gót ấy thì nó đâm ra nó lại hơi lằng nhằng. Nó lại phải lên Thunder 3 sao xong rồi nó lại phải chuyển. Bây giờ tôi không muốn chuyển. Tôi muốn chơi như này luôn. Chơi như thế kia thì chúng ta sẽ chơi Thunder 3 và chúng ta dồn đồ cho nó. Sau đó chơi 4 gót kết hợp với cả 6 Spirit chả hạn. 4 gót 6 Spirit kết hợp với cả 6 mét chả hạn. Đánh ở level 10 đã đủ. Nếu mà có đồ gót
Ok. Ê à, dùng đồ cho đu mà. Làm gì đâu bạn ơi. Ơ, dùng đồ cho Doom. Doom là con già nhưng con già tung trưởng rồi mà. Này thì dồn đồ cho Doom. Đi luôn. Mèo 5 đô luôn rồi. Ok ok bạn ơi. Đây, nó sẽ là như này. Thế thì xong rồi đấy. Đổi tiếp một cái món đồ tím anh em nhá. Hay là đổi đồ cam luôn nhỉ? Thôi thôi thôi, chưa có xích anh em ạ. Kiếm cái xích đã. Random đấy. Sách à? Sách này cũng được. Cũng không đến nỗi nào. Trận này nếu mà chơi heo thì dùng sách cũng được. Chơi heo, chơi gấu rồi chơi cả mèo, ba con đều sử dụng sách được. Đó. Rồi. Ok bạn ơi. Ok. Ô, nhưng mà là con gấu. Con gấu này thì nó lại nhây được. Không sao không sao. Đấy là bây giờ thôi. Tí nữa rồi nó sẽ khác. Tôi sẽ kiếm Doom vào. Đấy, Doom luôn này. Tí nữa con gấu này sau khi dọn dẹp hết tất cả những cái con xung quanh ấy thì con Doom nó sẽ Doom vào con gấu. Không sợ đâu. Bay nhảy làm sao được với cái bộ này. Con Doom chết thì con heo ấy gọi ra Doom. Đấy. Cần kẹp thêm hai con Doom 2 sao vào nữa thì nó thành ba con Doom. Ba con Doom 2 sao thì làm sao mà chơi được. Chạy làm sao được với tôi. Bộ này nhìn trông rất đẹp mắt luôn nhá. Anh em thấy tung trưởng sướng thật. Trận này có khi vẫn phải kẹp cọc đấy. Chưa vứt được cọc đâu. Con súng nó lên được 3 sao rồi. Súng lên 3 sao. Nó lại kẹp với 4 cá. Nhưng mà trận này có Tesu nên là nó sẽ kẹp được với 6 cá đánh vào level 9 ấy. Đấy, 4 cá nó ăn được rồi này. Nó có đồ hồi máu. Khỏe rồi đấy. Đây, cặp rồi rồi. Cái thằng Hunter nó có thể kẹp 6 cá, kẹp với cả 6 Hunter đánh ngay ở tại level 9 luôn. Không cần lên 10 đâu. Thế nên là chúng ta sẽ phải lấy đồ đánh tay thôi. Trận này không lấy đồ bắn trưởng nữa anh em nhá. Nếu mà không lấy đồ đánh tay thì không bao giờ kết liễu được con súng đâu. Đấy, hiện tại là chúng ta đang dồn đồ bắn trưởng. Nhưng mà khi mà đối thủ có 6 cá rồi thì nó là cái tác dụng ngược đấy. Lấy đồ bắn trưởng là chỉ có toang thôi. Rồi chuyển sang đồ đánh tay. Chúng ta có một con có thể sử dụng được, đấy chính là con mèo. Tí nữa nếu mà ra Light Spirit thì cũng có thể chơi Light Spirit. Light Spirit dồn đồ đánh tay cũng ngon, mèo cũng ngon. Mà thậm chí là con Flame mà lên được 3 sao thì cũng ngon. Nếu mà lên được Flame 3 sao. Đấy rồi. Gặp lại là kẹp Doom rồi nhá. Nhưng mà con Doom chết sớm quá. Máu tụt nhanh quá. Cái là Doom ngu quá. Ui ôi, rao này đầy nhiều thế. Quái đái. Chết rồi, đẩy phát được 39 máu luôn kìa. Mà cái thằng đấy nó lại đang thua cái thằng Hunter. Vậy là tôi cũng đang thua cái thằng Hunter. Rao sau là phải xả tiền à. Ok. Cũng được. Trên này có khi bỏ gấu đi nhỉ. Rôn mãi không ra gấu nào. Có khi là bỏ gấu hết slot rồi anh em ạ. Tôi tính rồi. Bây giờ còn slot kẹp cọc nữa thôi. Kẹp cọc rồi có khi còn phải bỏ cả Flame ra ấy. Hết slot nữa rồi. Vẫn còn cái xích để mà lấy này. Ok. Lấy cái xích rồi đã. Chúng ta có thể đổi một cái món đồ cam không nhỉ? Bây giờ mà đổi món đồ cam thì sẽ vứt khá là nhiều đồ đấy. Nhưng mà nếu mà đánh đổi thì vẫn lên đổi một cái món đồ cam mà lấy là cái món đồ đánh tay.
Ví dụ như một cái cướp điên hay là một cái búa sét, một cái gậy hack là đều là có thể chơi được. Bộ này lấy được khá nhiều đồ đấy. Hai món nữa, vậy là vứt hết đồ mana luôn. Đây rồi, sẽ phải lấy cái búa này. Tạm thời cho con mèo cầm đã. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ăn được không? Khó anh em ạ. Khó, cái tầm này chưa ăn được. Ơ chưa, được ấy. Ui không được. Còn một tí máu. Còn 150 máu nữa, một đập là chết rồi. Nhưng mà có vẻ như là tương lai là sẽ ăn được thằng này đấy. Bây giờ chỉ ăn nốt cái thằng ông cá thôi. Thằng Hunter là cần phải giải quyết luôn bây giờ mới được. Rớt này. Bỏ con gấu đi nhá. Chuyện này không cần đâu. Doom một khi là cũng chả cần. Mèo đấy. Ok. Rồi rất đông. Giả quẹt ngu ấy nhở. Ăn được không? Được không? Được luôn, hay quá. Đấy, có đồ đam tay rồi là nó khác biệt ngay. Thunder này, con này lui lên 3 sao luôn nhá anh em nhá. Trứng này. Quá tuyệt vời. Cái con Thunder tôi sẽ cho lên 3 sao luôn. Không kịp nữa rồi. Rồi bán gì đi nhỉ? Thôi, bỏ nó lên luôn. Chả cần đâu. Tí nữa cho hai già vào anh em ạ. Cả có con mèo lên được 2 sao rồi, chả cần flame nữa. Mèo đánh tay được rồi. Đấy. Đập đau phết đấy. Ui nó có bất diệt rồi. Ok. Không sao, không sao, không sao. Chúng ta vẫn chưa phải mạnh nhất. Bây giờ Thunder lên được 3 sao này với cả hai con già. Hai con già 2 sao nữa. Hai con già 2 sao. Và thậm chí tôi chưa kịp Doom rồi cơ. Yên tâm, chơi được. Đấy, chơi cái bộ này cũng ngon đấy chứ. Dồn đồ cho mèo đi. Đúng không? Đừng có dồn đồ cho Thunder nữa. Dồn đồ cho Thunder là sai lầm á. Đây rồi. Đấy, kẹp vào 6 cá luôn này. May quá, rồi đồ cho mèo rồi anh em ạ. 6 cá với chúng tôi. Ờ, xong rồi. Mua con súng hút máu kinh đấy. Nhưng mà, ok. Ui, bắn đau nhờ. Anh em. Ui, nó hút máu kinh thế. Đấy, đồ thế giới quá anh em ạ. Toàn đồ cam luôn. Căng phết nhờ. Tưởng ăn nhưng mà cuối cùng lại không ăn. Nó có 6 cá rồi. Cái con súng nó vừa có cướp điên, vừa có hút máu cuối, lại vừa có cái mặt lạ điên. Hút máu nhanh thật sự. Giờ mà để nó có cái gì nhỉ, cái bất diệt nữa thì chắc là cũng khó giết đấy. Trong khoảng thời gian bật bất tử nó lại hồi đầy máu. Bắn mãi mới được tí máu, xong cuối cùng lại hồi đầy. Sáu cá, sáu cung, sáu cá, kẹp với cả lùn được luôn. Có cả lùn luôn anh em ạ, dã man. Bài to đấy, đồ ngon nữa chứ. Đây, con này nó sẽ giúp tôi này. Light Spirit. Ok. Sáu cung đúng không? Bốn đá vào.
Tí nữa chơi bốn đá vào anh em ạ. Rồi xem nào, lấy cái món đồ gì đây. Bây giờ lấy cái đồ được không? Có nên lấy một cái đồ nữa không nhỉ? Thực ra thì vẫn ngon anh em ạ. Ok, tí nữa cho già. Không sợ. Già này sau khi mà cá lổ nó mới tung trưởng cơ. Đây, chủ yếu là lấy RO để giết thằng này. Đấy, ấy, ấy, ui ui, nó bật bớt diệt lên, nó lại sống rồi. À nhưng mà đây là cái bóng. Không sao, vẫn ăn được cơ. Chuẩn bị đổi sang 6 đá luôn. Chả cần phải là 4 đá nữa, 6 đá luôn. 6 đá kẹp với cả mèo. Đánh được, không sợ. Thật sự là mi này cũng tôi cũng muốn có một cặp. Lóc lại đi. Được rồi. Gặp 6 cá. Gặp 6 cá. Gặp 6 cá. Ồ. 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 Nào, như nào đây? Bây giờ nó có khác không? Bây giờ nó có sự khác biệt chưa? Ui giời ơi. Đi luôn. Nghe nói là cậu nhiều đồ. Xong rồi, tôi còn thắng được cả cái nhà gấu cơ. Đấy, anh em thấy chưa? Bộ này quá ok luôn. Chúng ta chơi với một cái bộ mà rất đẹp mắt ở đây. Đúng kiểu biểu diễn nghệ thuật luôn. Anh em thấy trận này có khác gì là biểu diễn nghệ thuật đâu. Đấy, auto chat là một cái bộ môn nghệ thuật thì Tuấn Cơm sẽ làm cái người nghệ sĩ đấy. Dã man. Rồi, trận này nói chung là nó ngã ngu rồi đấy anh em ạ. 19 máu. Xong chưa? Đẹp chưa kìa anh em kìa, bắn pháo hoa. Rồi ôi. Bay màu toàn bộ đội hình địch. Thôi xong rồi, con gấu còn có tí máu đấy kia thì sống cái kiểu gì? Sao bạn ơi? Sao? 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 Đi luôn không? Ui giời, đi luôn. 32 máu chứ không phải 19 máu anh em ạ. Vãi, cái đau cuối cùng đẩy 32 máu luôn ạ. Thề. Quá mạnh. Quá ok luôn, đúng không anh em? Đấy, anh em thấy không? Cái meta này rất hay nhá. Chính ra cái meta này tôi sẽ ra những cái clip biểu diễn là nhiều đấy anh em ạ. Đấy, anh em hãy đón xem những cái video clip tiếp theo của tôi anh em nhá. Rồi anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái. Nếu mà anh em ngán cái bộ Warrior thì nó sẽ là giải pháp cho anh em nhé. Một cái line up mà counter triệt để vào bộ Warrior đấy anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Thật không thể tin nổi khi mà bây giờ cái bộ Glacier kết hợp với cửa line bây giờ lại ăn được cái bộ Witcher. Thế là mới điều anh em ạ. Đấy, tôi cần cái sự giải thích từ phía các anh em nha anh em nhá. Anh em hãy chọn clip bên phải. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.